tháo gỡ từng nút thắt, thúc đẩy khối lượng giải ngân vốn đầu tư công. Đây là yêu cầu mới đây của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái liên quan đến việc đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Theo Phó Thủ tướng, bức tranh giải ngân từ đầu năm đến nay có sáng hơn nhưng vẫn chưa đạt như mong muốn. Tỷ lệ giải ngân còn chậm, 6 tháng đầu năm mới đạt 27,46%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước 29,95% và thấp hơn so với bình quân chung cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022. Một số đơn vị tuy còn dự án chưa phân bổ nhưng tỷ lệ giải ngân đạt cao. Ngược lại, có đơn vị đã được phân bổ vốn song tỷ lệ giải ngân rất thấp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương quan tâm quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ từng nút thắt khó khăn, thúc đẩy khối lượng. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, kiểm tra giám sát, nhắc nhở, tăng cường trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chủ đầu tư, trách nhiệm của nhà thầu, tránh thất thoát, lãng phí.